Sau hơn 10 năm thực hiện luật hợp tác xã, phong trào kinh tế tập thể hợp tác xã trên địa bàn Nghệ An đã có những chuyển biến tích cực. Số lượng hợp tác xã được chuyển đổi và thành lập mới ngày càng tăng. Vâng, dẫu vậy thì hiện chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn bất cập và cần tháo gỡ để cho mô hình kinh tế này phát huy hết tiềm năng, lợi thế sẵn có. Hợp tác xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, từ khi được chuyển đổi theo mô hình mới vào năm 2016, đơn vị đã phát huy tốt hiệu quả kinh tế với mô hình sản xuất mạ khay phục vụ bà con nông dân trên địa bàn. Hiện nay trung bình mỗi vụ hợp tác xã sản xuất trên 100 hectare mang về nguồn lãi hơn 300 triệu đồng, đặc biệt là tạo việc làm mới, thu nhập cao cho bà con xã viên. Từ khi làm mà khải thì đầu tiên vẫn nghĩ là không biết dân họ có hưởng ứng hay không. Từ năm 2015, nhưng mà đến năm nay là 2022, tức là đã 7 năm rồi. Mà càng ngày càng tiến tới, tức là bà con người ta thừa nhận cậy mà khải là đặc biệt. Đến giờ phút này thì hợp tác xã đã tiến đến là 2,5 khải rồi, và thậm chí có thể được mua thêm nữa, và 8 cái máy cậy. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, toàn tỉnh có 840 hợp tác xã, trong đó 645 hợp tác xã nông nghiệp và 195 hợp tác xã phi nông nghiệp. Sự phát triển này là một bước tiến quan trọng, phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn không ít hợp tác xã còn bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập trong quá trình hoạt động. Nói chung về hoạt động hợp tác xã bây giờ rất vất vả. Vất vả riêng đối với Khánh Thanh là nói riêng. Nhưng mà cùng Yên Thanh với một số xã, tức là giả sử như xã tôi thì quỹ đất không có, cơ sở vật chất thì chưa có, chưa để xây dựng được cơ hợp tác xã. Hay đứng còn nằm ở trong khuôn viên của ủy ban, trụ sở làm trong của ủy ban, cho nên chưa có kho bài. Đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh của chúng ta hiện nay ấy, thì còn gặp một số cái vướng mắc bất cập. Cái thứ nhất đó là cái cơ sở vật chất của các hợp tác xã còn rất là thiếu thốn. Cái thứ hai đó là cái nguồn lực đầu tư của các hợp tác xã rất là khó khăn. Thứ ba đó là cái trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã còn yếu. Và một cái nữa đó là cái công tác quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã là chưa đồng bộ từ trung ương đến địa phương, nhất là ở cấp huyện và cấp xã. Phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã là tất yếu khách quan, có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Vẫn còn rất nhiều những vấn đề đặt ra đối với các mô hình trong thành phần kinh tế này. Bản thân các mô hình cũng như các địa phương cần sớm triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để phát huy thế mạnh của mô hình kinh tế này trong thời gian tới.